thấy Chúa Thánh Thần đang làm những cái điều rung chuyển đất đai nơi một người ở Việt Nam, nơi một người ở bên Thái, còn cô thì ở đâu? Thưa cha, con ở Pháp, con tên là... Thưa chúng ta lại gặp thêm một người bên Pháp về. Hôm nay Chúa Thánh Thần đưa một anh chàng Việt Nam, một cô gái ở bên Thái và một bà bên Pháp về. Chúng ta một chàng thân thể, chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta chào mừng nhau. Thầy con ở bên Pháp về, con tên là gì, bao nhiêu tuổi và con làm gì bên Pháp? Thưa cha, con tên là Madalena Đỗ Thị Liên. Con năm nay con 64 tuổi. Con sang Pháp năm con 22 tuổi. Con bỏ Chúa 30 năm. Và cho đến năm con 52 tuổi thì là Chúa kêu con trở về. Và từ hồi đó đến giờ là 11 năm nay, con không còn tha thiết sự đời nữa. Bây giờ con chỉ có Chúa là trên hết trong cuộc đời con. Rồi trong suốt 30 năm con bỏ Chúa, con đã làm những cái gì để cho Chúa buồn? Nó là xấu thì che, nhưng mà Chúa Thánh Thần mời gọi con đem những cái xấu đó nói ra cho mọi người để vạch mặt chỉ tên. Người ta thấy cái xấu đó mà đừng bao giờ bước vào cái con đường xấu xa đó nữa. Thưa cha, vì bước chân qua Pháp hồi đó, chúng con khổ quá đi, con có hai đứa con, mà công việc thì không có, nhà không có mà ở. Rồi sau đó là con gửi con và con đi ra là đi kiếm công việc làm. Hai vợ chồng cứ thế là đi làm. Con còn nhớ là con có đi đến giáo xứ Việt Nam, có hai lần đi lễ Việt Nam thôi. Sau đó từ từ là con bỏ Chúa. Rồi Chúa cũng cho con ra làm ăn, con làm nhà hàng. Những có lúc con làm nhà hàng lên, con cũng biết cảm tạ ơn Chúa. Mà những lúc con làm ăn thất bại thì thưa cha, con lại đi kiếm thầy bói, con coi bói. Hàng năm thế nào con cũng có một cái cuốn tử vi để con coi coi cuộc đời con nó ra sao trong năm đó. Rồi cứ thế con lao vào làm ăn, con nợ nần chồng chất. Cho đến năm 1995 thì Chúa là ban cho con một cái nhà hàng khác. Bởi vì con làm ăn cứ được xong lại thất bại thì cuối cùng nợ nần nhiều quá. Cho đến năm 95 thì Chúa ban cho con một cái nhà hàng. Con làm trong đúng 13 năm thưa cha. 13 năm đó con không biết Chúa là ai. Con thỉnh thoảng con chạy đến Đức Mẹ, nhưng mà tội lỗi con nhiều quá cha ơi. Bây giờ con nghĩ lại, con thấy con ân hận vô cùng. Chúa yêu thương, Chúa yêu thương con mà con lại đi bỏ Chúa. Con làm nhà hàng của con trước mặt nhà thờ, con không bao giờ đi lễ, hoàn toàn con không đi lễ, lễ trọng không bao giờ con đi, con chỉ biết có kiếm tiền. Cho đến khi một ngày kia cũng có một cha kêu gọi con là đi tĩnh tâm đi, thì con buông hết, con đi tĩnh tâm 3 ngày. Trong 3 ngày tĩnh tâm đó thì thưa cha, Chúa đã gọi con. Chúa gọi con mà con có xin với Chúa. Trong 3 ngày tĩnh tâm con có xin với Chúa vào một ngày Chủ nhật: Chúa ơi, xin Chúa thương con, bây giờ con không muốn rời xa Chúa. Chúa cho con bán cái cửa nhà, cửa tiệm của con, nhưng con xin Chúa cho con bán tháng 12. Lúc con đi tĩnh tâm là năm 2007 và tháng 6, thì con xin Chúa cho con bán tháng 12. Và sau đó con xin phép Chúa cho con được đi, cũng đi làm việc cho Chúa. Và Chúa đã nhận lời cha. Con bán được tiệm, con về nhà con làm ăn trở lại, thì lại đồng tiền nó lại quyến rũ. Không có đi nhà thờ nữa. Thì Chúa gửi người đến mua tiệm cha. Con ngạc nhiên vô cùng. Con bảo là con chưa có đăng báo bán tiệm mà tại sao lại có người đến mua tiệm. Và đúng như lời con xin với Chúa, tháng 12 năm 2007 là con bán được cái tiệm. Và từ đó cuộc đời con để cho Chúa dắt con đi. Chúa dắt con đi đâu thì con đi đó. Hallelujah. Trời, hôm nay mà sao chị biết được giáo điểm tin mừng, biết được lòng Chúa thương xót, hôm nay từ ngoài bên Pháp chị bay về tới đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Thưa cha, hồi cha làm ở Chí Hòa, có một con đi tĩnh tâm Minh Đức, có mấy anh chị nói con vào cái gì lòng thương xót chấm info gì đó, con về đó con mở thì con thấy cha, rồi con cũng có liên lạc với cha một thời gian. Sau này rồi cha bị cấm thì con cũng rất là buồn. Trong thời gian đó thì con chỉ đứng, con chỉ biết cầu nguyện cho cha mà thôi. Rồi cho đến bây giờ con được nghe tin cha ở đây thì con rất là vui. Mà con thú thật với cha và cộng đoàn, con không có được về đây, nhưng mà hàng ngày trái tim con ở đây. Bởi vì con biết là Chúa rất nhân lành, Chúa là cha của con, Ngài hiện diện ở đây. Nhưng bà và anh chị em nhìn những bức tượng của Chúa và mẹ,
Chú tươi cười, mẹ cũng tươi cười. Hôm nay chú cho con về đây. Con mới bay về đây ngày hôm qua 12 giờ trưa. Con mệt mỏi vô cùng. Mà hôm nay con nói con sẽ, con muốn về giáo điểm tin mừng con về với Chúa. Mấy ngày ở đây trước rồi con muốn đi đâu thì con mới đi. Đó, hôm nay con về đây thì cảm tạ ơn Chúa. Chúa muốn cho con làm nhân chứng của Chúa thì con lên con làm nhân chứng. Chia sẻ về bức tượng Chúa cười. Cha, bức tượng Chúa cười là bởi vì con vẫn thường ngày hôm nay tụi con là cứ mở iPad nghe cha giảng mà con chưa có thấy tượng Chúa đâu. Rồi cái hôm đó tự dưng con thấy ống kính quay con thấy Chúa. Con mới nói chồng con, anh ơi anh nhìn tượng Chúa kìa, Chúa cười anh thấy không? Đó, tức là từ đó trở đi là con tin. Đức tin của con bây giờ mạnh lắm cha ơi. Con chỉ có Chúa mà thôi, con có cái gì con cầu nguyện. Bởi vì con sống như một trẻ thơ. Các cha thường nói mình sống như một trẻ thơ thì Chúa sẽ lo liệu cho mình. Thì con cũng như là một người con, bây giờ con tội lỗi quá, Chúa đã kêu con trở về. Và ngày hôm nay thưa cha, Chúa dắt con đi, cha biết Chúa dắt con đi đâu? Chúa dắt con đi vô nhà hưu dưỡng để con đi thăm những người già cả neo đơn ở trong nhà hưu dưỡng. Và Chúa dắt con đi đến một cái nhà thương của người bệnh mất trí nhớ cha. Con không biết Việt Nam có bị cái bệnh này nhiều không, nhưng ở bên Pháp thì cái bệnh này rất là nhiều. Mà khi mà đã con cái họ đã đưa vô nhà thương đó rồi thì họ không muốn tới thăm. Và phải thú thật là họ có tới thăm thì người mẹ đó hoặc người cha đó cũng không biết con mình là ai nữa. Thì con đến với đó, con đến đó như con đến gặp gỡ Chúa ở những người đó. Và con chỉ nắm tay, không cần nói nhiều, nắm tay, một vòng tay ôm là, hoặc là người ta ăn, người ta bị rơi rãi, người ta không có sạch sẽ, mình lấy cái khăn mình lau cho họ. Đó là cái niềm vui đó cha, mình được con được gặp gỡ ở Chúa trong những người đó. Và con cảm tạ ơn Chúa, muốn ngàn đời con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị tấm hình lòng Chúa thương xót nha. Đây là món quà từ giáo điểm tin mừng. Chị đã nhìn thấy Chúa cười trong những video và Chúa vẫn cứ tiếp tục mỉm cười với chúng ta. Thú thật, tượng này, tượng lòng Chúa thương xót này, từ lúc mà tôi về đây, tôi thỉnh Chúa về và đặt Chúa ở đó cho tới bây giờ hơn 2 năm không di dời đi đâu được. Dù rằng mọi cái khung cảnh nó thay đổi rất nhiều, nhưng Chúa vẫn cứ trơ gan cùng Tuế Nguyệt, vẫn đứng yên ở đó. Và mỗi buổi tối thánh lễ xong, từ hồi Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô còn sống, là tôi vẫn cứ thỉnh mời Ngài ra đứng đó cầu nguyện. Ngước mắt lên nhìn thấy Chúa tươi lắm. Mà nhiều anh chị em, nhất là người bên Mỹ về, họ nói sao tượng của cha mặt Chúa tươi như vậy. Rất nhiều nghệ nhân, rất nhiều người làm tượng lòng Chúa thương xót, nhưng mà nhìn mặt Chúa thương xót thấy khó mà thương được. Thấy khó mà thương được, nó cứ làm sao ấy, phải không? Khó lắm, tượng khó nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt Chúa lòng thương xót, rất nhiều người làm tượng mà khó có người nào mà đạt đến mức độ nhìn vào đó mình thấy được cái thần ở trong đó, thần trong đó. Nhưng mà đây tôi thấy rằng không phải người nghệ sĩ nó tạc cái tượng đó, không phải nghệ nhân tạc tượng đó, mà chính Chúa hiện diện ở trong cái tượng đó và làm cho cái tượng đó có thần. Thần ở cái chỗ là người ta đến, người ta khẩn nài Chúa, con người tội lỗi như người chị em thú nhận 30 năm, hơn 60 năm cuộc đời mà đã nửa cuộc đời bỏ Chúa như vậy. Thưa anh chị em, mà bây giờ quay trở về đây, làm sao mà Chúa không cười được? Làm sao mà Chúa không tươi được? Bao nhiêu con người nghèo nhấp, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng đến với Chúa mà sao Chúa không tươi, không cười được, thưa anh chị em? Và bao nhiêu di dời Chúa vẫn cứ đứng đó, không có thay đổi gì cả. Lòng thương xót của Chúa vĩnh viễn bất biến, lòng thương xót Chúa đời nọ đến đời kia được biểu hiện qua bức tượng không di dời, không đổi thay, vẫn mãi mãi đứng đó giơ tay chúc lành cho những đứa con tội lỗi, bệnh hoạn, tật nguyền. Đây gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng. Nhiệm vụ của chị là, nhiệm vụ của chị là đi loan truyền, chứ không phải gửi tặng cho chị. Đây là giao cho chị sứ mạng, chứ không phải là món quà. Đây là món quà. Hy vọng là chị còn ở đây những ngày Chủ nhật này, ngày của mẹ 13 tháng 5, Chúa Giêsu lên trời, và mà ngày kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu bỏ túi để chị đi đến nay, chị giới thiệu Chúa cho họ
và đây là tràng chuỗi và móc khóa lòng chuỗi thương xót. Tất cả tâm tình của giáo điểm tin mừng gửi gắm cho chị đem về Paris. Có gì lạ không em, mai em về, em nhớ chào Chúa như em.